trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Hơn bạn xíu thôi. 40 non, 40 non. Ôi trời ơi. Mời nhà trai. Đây, chào em. Rồi, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. Cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay 25 tuổi anh. Em đến từ Nam Định. Em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà làm công tác ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả? Béo hay sao anh? Rồi còn em. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh. Em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi. Hiện tại đang công tác tại quận 7, đang làm trưởng phòng của công ty bất động sản Adio. Bây giờ thì đàn gái cho chúng tôi biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát, linh động, tự lập, cũng biết nấu ăn. Nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ? Nhậu được không? Dạ. Mấy lon bia? Chắc khoảng tầm chục. Tầm chục. Chục lon. Wow, em có nghe không em ơi? Có chị ạ. Thế em bao nhiêu lon nào? Hơn bạn xíu thôi. 12 lon hả? 15 lon? Tầm 40 non. 40 non. Ôi trời ơi. Em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng trời sai. Ơi, chết cả nhà gặp tử kỳ rồi. Còn em, ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ, có là không có điểm mạnh gì. Trong công việc thì em là người xử lý vấn đề tức thời nó tốt, nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài. Gọi gì nhỉ? Không chỉnh chu cho ăn mặc, có hút thuốc này, có nhậu này, nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra. Tật xấu của em bên đây là gì? Chắc em cũng lề mề. Hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng. Rất là lề mề, hay nóng tính. Có chút đỉnh nhậu nữa đúng không? Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì có một mối tình, nhưng mà mối tình nó khá lâu, là 10 năm. Nhưng tại sao lại chia tay? Bọn em chia tay, đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ. Hai người xung khắc về chí hướng làm việc, cuộc sống nên dẫn đến chia tay. Đến nay bao lâu rồi? 3 năm. 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu, thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi nghe xem. Em yêu từ năm cấp 2 chị. Ôi giời. Tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí. Sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không? Không có mối tình nào khác chị. Một phần cũng vì công việc, một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một màu thôi. Bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muôn màu. Thôi vậy sống đừng yêu đi. Nhưng mà nó có nhiều màu cho nó đẹp. Nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn, như em thấy là em đi suốt đi công trình thì nhậu, toàn ăn và nhậu thôi. Đến lúc mà về nhà chẳng hạn, thấy hàng xóm người ta nấu cơm ấy, thấy cái cảnh gia đình ấy, thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn. Tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà. Thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình. Rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào? Cũng trải qua nhiều. Động lại thì chắc là được 3 mối tình. Lý do tại sao chia tay cả 3 mối tình? Cái người đầu tiên á, thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá, thì bạn ấy có một chút vũ phu. Còn bạn thứ hai á, khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng. Xong rồi đến mối tình thứ ba á, thì em thấy là bạn ấy quá là keo á. Keo kiệt bỏ luôn. Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1m7, da ngăm ngăm đen cũng được, không cần trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. Em thấy này chuẩn này đấy. Em đặc biệt là thích răng, nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. Rất được. Yeah. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không, em thôi. Sợ bạn gái bắt nạt đấy. Để anh qua kiểm tra nhà gái coi sao. Nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Là người có tính cách một chút, cá tính một chút đó. Cá tính nó nhậu đó, 10 lon là cá tính lắm đó. Xinh là được cái tốt nhất, mà không gái xinh thì cũng xinh. Nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không? Hòa Minzy và cá tính như Hòa Minzy là được. Mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không? Mẹ em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á, thì là về nhà là không phải rửa bát, không phải nấu cơm, là mà em làm hết cho chị em được hả? Em thôi. Ừ. Đúng rồi. Dạ chào anh Quỳnh Linh. Trời ơi, nó sững sờ liền đấy chưa, sững sờ. Xinh đó. Dạ đó. Cảm ơn. Rất là điện ảnh cũng nha. Phản phất của Hòa Minzy đó.
lanh lợi lắm á, mạnh mẽ cá tính luôn. Lý do tại sao ế? Ở trong cái môi trường, thứ nhất là môi trường của em á, thì là trên á, thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi. Còn sau á, thì mình nhân viên dưới mình á, thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ. Cái hai là em có một đứa em trai và em muốn là lo cho em của em. Em trai của em 20 tuổi. 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em? Em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi, không được thông minh như người ta. Là em trai đưa... có ở đây không? Dạ có kìa. Cho em gặp em trai chút nữa. Nhà em thì là bốn anh chị em lận. Em còn một đứa út là 5 tuổi á. Em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út. Còn cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi, nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc. Thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa. Nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này. Phải lo phụ với em trai này. Đúng rồi. Em 20 tuổi đang làm gì? Đó là rửa xe ạ. Có học cái nghề gì không? Cũng không ạ. Học từ đó tới lớp mấy? Lớp 8 ạ. Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu. Ôi dồi, 5 triệu một tháng. Tháng hay một ngày? Ôi trời ơi, tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ, tôi làm sửa xe, tôi là rửa xe luôn đi chứ còn gì. Em tưởng nó một tháng chứ. Thế hả, một tháng, thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng. Có thương chị không? Có ạ. Giờ mong muốn điều gì hả chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc. Em, nếu mà chị em tìm được em đi cũng không làm trên đây nữa, thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn ý. Nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em? Thì chắc là bố mẹ em sẽ lo, hoặc là em thấy sẽ cố gắng tự lập bằng mọi cách. Bây giờ em trai thấy anh này có hợp với chị không? Cũng được ạ, anh ấy cũng khá đẹp và cũng thông minh. Em thấy chắc chị hợp với chị hơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Em đi với bạn thân em, cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thấy là bạn nữ rất là xinh gái, như hoa hậu vậy. Wow. Rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. Wow. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Em có món quà để tặng anh, thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp. Tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly. Tại sao lại vậy? Để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà. Còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không? Dạ không, em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình. Thì chắc chắn là... Rồi, để tính sau em. Trời ơi, đẹp quá. Wow, ly đẹp thật anh. Đẹp đấy. Còn em tặng ta gì đó? Cốc thì phải có nước. Đấy, thì mình tặng ly nước cam. Rất xin lỗi bạn, tại mình xuống đây nó khá là vội. Dạ, không sao. Nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì. Hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà nặng. Tôi làm bán Mê Hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam. Mình chào bạn. Bạn tên Xoan đúng không ạ? Mình cũng khá ấn tượng với... Cái mặt mình già lắm rồi, mình đừng có gọi mình với bạn nữa. Mình gọi anh với lại em đi nhá. Em dạ. Rất là xinh. Em là anh bối rối quá. Em là anh bối rối quá. Cười tươi lên coi Giang, cười tươi lên. Cho cô ấy kiểm tra răng coi được. Răng anh đẹp không em? Dạ cũng được. Nếu như mà anh đi công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày? Ít nhất là 3 ngày. Còn em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được một cái đam mê mà để phát triển. Chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không là cái tốt. Có lẽ anh thấy em còn nói chuyện đỡ run hơn anh. Đấy, nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt. Chứ không, anh thấy em nói sai. Sai. Dạ, ý là em cũng đang cho em trai em đi làm. Để làm, để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục. Em có đưa tiền cho vợ được không? Được anh. Em giữ tiền thấy đau đầu quá. Nên khả năng là thôi, ai giữ thì giữ. Mua gì em có cản không? Người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh. Anh cản làm gì anh? Ừ, hay quá, hay quá. Nào, chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng đấy. Nào, để nắm tay Thế được bạn được.
tay bạn ấm đấy. Và một điều đầu tiên đó là nụ hôn. Em xin phép anh xin phép em với lại mấy nụ hôn bạn được không? Đấy. Hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Ý nếu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Em có một mối tình ở khách sạn anh. Chúng ta vừa đến với cặp đôi đầu tiên, rất là dễ thương, cũng rất là vui ha. Không chần chờ gì nữa, chúng ta phải gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Hôm nay Vân thấy là nhiều cái thú vị sẽ xảy ra. Rất là vui rồi đó. Bây giờ thì xin mời cặp đôi tiếp theo. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi bây giờ mời nhà gái này, em giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Bình Út. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em kinh doanh online về giày và nước hoa. Em gia đình em hiện tại là có 15 anh chị em. Em là kế Út nên em tên là Bình Út. Là em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 8. Bình Út, 15 anh chị em đó, người ta là áp Út là thứ 14 đó. Anh gì ơi. Dạ. Rồi giới thiệu về mình đi em. Lần tiên xin chào các bạn với trường quay. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Bảo Di. Năm nay em 36 tuổi. Nhà em ở thành phố. Nhưng mà nhà em ở thành phố ở quận 10 em. Công việc của Bảo Di. Công việc của em là hiện giờ em đang hùng với một người bạn mở quán cà phê ở quận 7. Thôi em nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em cho bạn gái người ta nghe đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, dễ chịu và biết quan tâm chia sẻ người khác. Còn điểm yếu của em là hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Mà không hối thúc thì thôi làm từ từ sẽ từ nhớ. Từ nên sẽ nhớ. Mời đàn gái. Em sao em nói về cái dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Rồi còn điểm yếu. Điểm yếu của em là thật thà quá. Thật thà quá hả? Dạ. Nghe bạn kia bạn nói bạn hay quên á. Có khi nào mai mốt mà hẹn hò với em mà quên luôn giờ dạ, giấc. Dạ cái đó để em nhắc. Em có những cái sở thích gì đặc biệt không? Dạ em thích thể thao. Em thích du lịch. Thì về thể thao thì em chơi môn cầu kiển. Đá dạ. Cầu á phải không? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Còn về du lịch thì em đi, em rất thích đi rất là nhiều nơi. Em thích như vậy. Nên em cũng muốn người bạn của em cũng thích cùng sở thích của em. Cùng sở thích. Đợi chút xíu nữa mình hỏi nha. Chút dạ. Xíu nữa em mở rào ra em hỏi liền. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ở khách sạn anh. Em có một mối tình ở khách sạn anh. Mối tình ở khách sạn hả? Không phải. Là mối tình là đó em làm khách sạn á, là bạn đó làm chung. Có ở trong khách sạn không? Dạ có ở trong khách sạn à. Ở khách sạn hả? Lâu không? Em làm mối tình đó cũng được 6 năm anh. 6 năm? Wow. Dạ. Là chắc chắn có đêm ở khách sạn. Không có. Có không? Dạ không có. Có trực đêm không? Có trực đêm anh, tại em đó em là lễ tân. Tất nhiên là có trực đêm. Bạn kia là gì? Bạn kia là làm phòng. Làm phòng và dọn dẹp phòng rồi đó. Em có vô vụ phụ dọn dẹp phòng không? Có. Có phụ dọn dẹp phòng? Có luôn. Có hai đứa ở trong phòng không? Dạ cũng có luôn anh. Có nắm tay trong phòng không? Có. Có hôn trong phòng không? Có hôn trong phòng luôn anh. Gì nữa không? Dạ không, cái đó chưa có. Thôi, thật tình dễ sợ luôn đó. Lý lịch tình yêu là 6 năm một mối tình ở trong phòng. Nhưng mà sao mà yêu nhau 6 năm mà bỏ nhau uổng vậy trời? Nói chung thì lúc đó em chuyển một công việc khác nữa. Với lại bạn đó tính tình cũng hơi hờn dỗi nữa. Chắc ta giận dỗi chứ có gì đâu. Mà giận dỗi thường thường giận lâu lắm anh. Tôi mới giận có khoảng đông tháng mà. 6 năm mà không hiểu nhau. Dạ. 6 năm có lần nào vượt rào không? Không có anh, tại vì bạn đó cũng kỹ lắm mà. Tại em dám đề nghị. Em ở thành phố thì muốn lập gia đình, trong tay mình có tiền. Tại vì sao? Mình muốn lo cho một cái người mình yêu thương á là phải tuyệt đối. Cái về trụ cột của người đàn ông nó nặng hơn anh. Chứ không phải là kiêng một người về phụ nữ. Trụ cột rất là nặng. Bây giờ mình muốn hỏi như thế để chứng minh được là đàn ông người này rất là đàng hoàng. Thấy chưa? Tôi nghe nhà gái bên tôi thấy ưng rồi đó, ưng rồi đó. Chứng minh cho đàn gái bên đàn trai là số 1 luôn.
Còn mình sao nè, mình nói cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì chưa có mối tình nào thật, chỉ có coi tìm hiểu thôi, chưa có mối nào tình nào là gọi là chính thức. Em á hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Tức là tìm hiểu mấy người, một người hay là? Dạ không, tức là có mấy anh cũng thương nhưng mà mình tìm hiểu thì mình giống mình quan sát á. Thì chưa thấy rung động nên chưa có mở lòng. Em không có rung động, nói thẳng ra là chưa có người yêu luôn, đúng không? Dạ đúng. Bên đây còn dưới kèo bên tôi nữa nha. Em á là tìm hiểu 6 năm chưa vượt rào, một mối tình rất trong sáng đúng không? Yeah. Nhưng mà em còn biết yêu là như thế nào. Yeah. Còn bên đây là người ta chưa có mối tình nào luôn. Em vui hay là em hồi hộp, hay là cảm giác em khi mà em tiếp nhận cái điều đó, cái thông tin đó như thế nào? Nói chung em cũng có cảm giác là vui. Bản thân em á, một khi em yêu á là em sẽ lo lắng và yêu thương người đó rất là nhiều. Nhưng mà nói chung thì thôi, khi quen nhau cũng có đôi lúc hờn dỗi hay này nọ đó, thì cũng phải giận, giận ít thôi chứ mà giận nhiều. Đừng giận nhiều mệt mỏi đúng không? Lắm. Có nghĩa là đừng có nhõng nhẽo quá đáng đúng không? Dạ, rồi đúng đừng rồi. Có giận hờn quá lâu. Dạ đúng. Em có giận hờn rồi có nhõng nhẽo không? Dạ không. Em có sao nói vậy. Ừ, có sao nói vậy, người ơi lật bài ngửa luôn đúng dạ. không? Được, được cũng được thì đó. Thôi. Vậy là hợp rồi đó. Tại vì bạn này bên đây là bạn rất mạnh mẽ. Em còn mong muốn gì ở người bạn gái của mình nữa? Về sắc vóc thì như thế nào? Nói chung thì em cũng rất là dễ nhìn được một chút. Cao thì em cao tới 1m7 thì người đó cũng phải từ 5m55 đủ lên. Em mét nhiêu? Dạ em trên 1m55. Ờ đó, ngon lành. Rồi, vậy là được, anh thấy đàn trai là hơi bị ngon rồi đó. Cho bên gái tôi mà không dạ, ngon. Dạ em chào anh ạ. Trời, em gái dạ. dễ thương, rất là xinh xắn, nụ cười rất là tươi luôn á. Dạ. Em, thí dụ giờ hai đứa gặp nhau mà hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì em có thể cho đàn trai bước tới? Dạ ít nhất cũng 1 năm. Ít nhất 1 năm ha. Dạ. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của người bạn trai của em là gì? Dạ mẫu hình lý tưởng người đàn trai của em á là vui vẻ, nhiệt tình, biết trách nhiệm, biết san sẻ. Và nhất là phải biết hiếu thảo. Được không em? Được anh. Được ha. Cái chuyện đó là ok. Anh nghĩ đàn trai làm được. Nhưng mà đừng lăng nhăng là được. Không có lăng nhăng cậu, 6 năm. Cái người đó là không có lăng nhăng. Ừ, em thấy bây giờ phỏng vấn 6 năm mà không có dám gì hết trơn. Là đúng là không lăng nhăng đàng hoàng đó. Dạ. Ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và cháu với em của em. Anh chị ruột á hả? Dạ. Rồi, xin mời gia đình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn trai bên đây và quý vị khán giả. Em là chị Bảy của Bình Úc. Chị Bảy luôn hả? Em thấy thì bạn trai bên đây thì cũng ok, cũng thật tình. Thì đến đây cũng là cái duyên rồi. Em của chị thì nó cũng hiền lắm. Chị cũng muốn cho hai em có một cơ hội với nhau để tiến xa hơn. À, cảm ơn thằng gái. Anh ta đi với ai? Em đi với chị họ của em. Chị họ ha. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Chào hai MC Hồng Vân và Quyền Linh. Duy ở bên này, cái em gái bên này cũng dễ thương lắm, có duyên lắm. Quá trời dễ thương á. Dễ thiệt lắm. Thấy hai đứa cũng hợp lắm á, nên tạo cơ hội cho nhau đi. Thì ở đây ai cũng thấy được điều đó cả. Hai em đều hiền. À, hai đều hiền cả. Mở rào. Dạ, em tặng em nhà bọc này tựa như thiên thần. Dạ, em gửi anh đôi dài. Thử dài đi, dạ. Tôi ôm cái này cho. Đó. Mày thử có vừa không? Đôi dài này với ý nghĩa là anh có thể cùng em đi du lịch, đi đây đi đó cùng nhau để cảm thấy nó ý nghĩa hơn. Vì xưa nay giờ em đi du lịch cũng một mình nhiều. Anh cũng thích đi du lịch. Thì em không biết anh có vừa không nhưng... Mở ra đi cưng, mở ra đi dạ. cưng. Này anh mang số 42 em. Dạ này 41 anh. 41 chắc không nhiều. Yên tâm đi, em sẽ đổi lại cho anh. Em xin tặng anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hai đứa ngồi tâm sự đi nào. À, trong lần đầu mặt này em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh ok, hiền lành, vui vẻ, cảm thấy ấn tượng. Nói chung thì anh hồi đó giờ anh cũng ít có quen ai và thương ai lắm. Nhưng mà anh quen anh thương thì anh thương rất là tình mà lo lắng yêu thương chăm sóc thì khoảng đó thì anh nói thì anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Yeah. Em thấy anh là cũng đạt 90% là yêu cầu của em đã hình tượng ra thì em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Hai đứa bàn tính coi thế nào, dù giờ mình góp gạo thổi cơm chung thì khoảng bao lâu, kinh tế như thế nào. Nói chung mày muốn tiến tới hôn nhân thì cũng phải có thời gian em.
Dạ. Tại vì mình cũng phải có một cái chút vốn rồi mình mới làm đám cưới. Anh nghĩ nhà đa số người gái cứ muốn lấy chồng thường thường là muốn sống riêng, ít muốn sống với mẹ chồng. Không, nhưng với em là em thích sống chung. Em thích sống chung hả? Tại vì đông là vui. Anh em của em cũng vậy, bạn bè cũng vậy. Mình biết cách cư xử là mình vui hết, tất cả mọi bên. À, anh có một cái sở thích là hay nghe nhạc. Em có nghe nhạc không? Dạ có. Em nghe những loại nhạc gì? Em thích nhạc xưa nè, nhạc bolero nè. Đó, anh biết hát những cái bài hát. Dạ. Đó. Vậy anh có thể tặng em một bài hát được không? Đúng rồi, tặng luôn đi. Tặng qua tặng lại đi. Anh sẽ tặng em bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trúc Phương là bài Chiều Cuối Tuần. Anh thích bài đó. Em bài bạn gái hát luôn. Em ơi, tôi lên đường phố cũ gặp em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn, ai quen ai khi người tôi mến nằm trong lòng tay rồi. Em ơi, dù hai chúng mình mong chỉ có thành biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Thôi mình đáp lại luôn đi em. Hay quá. Vậy em xin gửi anh một vài lời thôi. Dạ. Của bài hát sao chưa thấy hồi âm. Theo năm tháng hoài mong thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ dần đây, còn có em đêm ngày hằng thương nhớ vơi đây. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi anh có hay chăng. Mỗi mòn đợi hồi âm thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Ôi em hát hay quá. Tim mình đặt lộn xạ hết trơn. Giờ em gái chơi cầu cầu kiển đó. Dạ. Em có thể biểu diễn một chút xíu cho bạn trai xem đi. Dạ thì em xin phép diễn một vài bộ của cầu kiển. Hôm nay không có đợi đem cầu nên em xin phép diễn bộ thôi. Bộ cầu kiển của em nó sẽ như thế này, như là mình đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Gà. Nó là như vậy. Tức là mình quăng vậy là mình lấy cái chân mình đá. Dạ, đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Đá cầu kiển là rất là nghệ thuật luôn á, rất là đẹp luôn. Mỗi lần mình đứng xem đá cầu kiển mình rất là thích luôn. Mọi người đá rất là nhẹ nhàng. Đó là cái môn thể thao em thường chơi. Dạ, em hỏi anh có thích thể thao không ạ? Anh thích thể thao nhưng mà anh chỉ biết quýnh cờ thêm. Dạ được, em có biết quýnh cờ. Em quýnh được cờ ốp không vậy? Dạ, cờ nào em cũng quýnh được. Rất là điềm đạm. Tại vì về thể thao thì đa số em đều biết, nên em có thể chơi cùng anh. Em gái thật là duyên dáng luôn rồi nha. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì mình nhìn đối phương, mình cảm nhận trong lòng mình thế nào, mình nói rút ruột rút gan ra ha, không cần hoa mỹ, nói như cái gì mà mình đang suy nghĩ. Anh tới đây thì anh cũng muốn tìm một người bạn gái. Nói chung thì em cũng ok, tại vì tính ra đó hồi nãy em hát cái bài đó làm cho anh thích những người mà hát được nhạc bolero. Nếu như là em cảm thấy được thì chúng ta cho nhau cơ hội và tìm hiểu lẫn nhau. Dạ. Nếu được thì anh và em có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, hết thời gian. Để tay trái vào nút bấm. Dạ đếm đi ha. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng chúng ta đừng ngại ngần bấm nút. Và bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút không phải mình hẹn uống cà phê, mà bấm nút để tiến xa hơn nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, tôi nghe hai cái tiếng cặc tôi đã quá ông nội ơi. Chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau đi. Đó, nó rối chân rồi. Không biết xem sao. Rung thiệt luôn á. Rung thiệt luôn á. Em nói với các anh các chị cho phép em được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi gò má của Úc. Của Úc. Úc Bình nha. Em xin phép bên đàn gái cho em được hôn bé Úc. Bé Úc. Không đi. Dám không?
Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em có mang lên một cái mỏng em tự làm, cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng bay nóc luôn anh. Có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực, tôi đàn ông đích thực. Khi chúng ta gặp đúng đối tượng mình có một chút bối rối, một chút thẹn thùng và đôi khi nói cũng không có gọi là tròn vành rõ chữ, rõ nghĩa nữa đúng không? Đúng rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời đàn gái. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai, ngồi đi em. Em ơi, em giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Em xin tự giới thiệu ạ. Mình, em là Bích Lộc ạ. Em 29 tuổi, quê em ở Nam Định. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm bên nhân viên văn phòng ở bên tạp chí phát triển khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Rồi, em trai. Dạ, xin chào họ nhà gái ạ. Em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu. Em tên Lâm Hoàng Diệu, năm ngoái em 31 tuổi, quê em ở Bạc Liêu, hiện tại là em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nói năm ngoái trước hay năm ngoái này, nó gần lắm ha. Dạ, để em nói lại là năm nay em 32 tuổi. Công tử Bạc Liêu đó hả? Không, chắc hồi đó chỉ có em ơi, ở đợi cho công tử. Sao mà cái tên nữ tính dữ vậy cưng? Hồi xưa bên nhà nội em á, là đặt tên cho các bác, các cô chú là cái vần đầu là GD. Bác hai em là tên Định, ba em tên Diện, Dẫn, Điền, Đông. Khi đó thì đặt tên em kiếm vần GD không ra nữa. Không biết là ông nội hay ba tra lên cái lịch sử sao có cái tên Hoàng Diệu cái đặt cho em luôn. À, những người tên Diệu anh thấy rằng trắc trở về tình yêu lắm á. Còn em không biết trắc trở không mấy mối tình rồi. Dạ không, em tình của em thì cũng vui lắm. Tình yêu của em thì trường kỳ kháng chiến. Là sao? Là em yêu đó giờ em có người một 10 năm. Em ơi xem nhẹ nhàng say đắm quá vậy em. Ta đang dịu mà. Cái gì? 10 năm sau chia tay vậy dịu. Trong cái giai đoạn đó có khoảng thời gian là em lên Đà Lạt làm 2 năm. Có những trục trặc tình cảm. Nhưng mà sau đó thì gia đình bạn đó thì ba mất. Thì sau cái tan 3 năm thì bạn bắt đầu có những cái định hướng thay đổi. Hình như nhắc mà ấy em vẫn còn cảm xúc về tình yêu đúng không? Dạ không, ban đầu thì nói chung là em là sống là nặng, rất nặng tình cảm. Em biết thích phụ nữ từ năm mấy tuổi? Dạ chắc em nhớ không lầm là cũng già lắm em mới thích, tầm khoảng 3-4 tuổi rồi đó. Em thích như thế nào? Hồi cái thời của em hay chơi nhà chòi đó. Mấy bạn ở đây mà nếu có lứa tuổi cùng em chắc sẽ hiểu. Trời ơi, chơi nhà chòi tôi thích lắm, người ngủ luôn trong chòi luôn á. Dạ đó, đó. Thích nữa. Thì lúc đó là chơi nhà chòi với bạn nữ. Thì nói chung kỷ niệm mà em nhớ nhất với bạn đó là nụ hôn đầu đời của em trao cho bạn đó. Ôi, giao cho bạn đó nữa. Chị của em phát hiện, em mắc cỡ quá em trao luôn được không thứ hai. Là luôn, đúng là bạn đó luôn. Dạ. Rồi đến mấy tuổi thì hai đứa chia tay? Dạ, cái khoảng chia tay em không nhớ. Rồi sau đó là có... Dạ, em cứ chơi nhà chòi với khi nào lớn lên cái tự thấy mắc cỡ nghỉ chơi là chia tay. Vậy đó rồi, hả? Trời mối ơi. Tình mà 10 năm có chơi nhà chòi không? Dạ không. Hay là chơi nhà khác. Vậy bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì tính ra mối tình chính thức của em, em có hai mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm em học lớp 11. Sau khi em ra trường được một năm thì em đi làm, em quen anh đó cũng được có một năm thôi. Có một cái em không thích và anh đấy nhất nó là ghen. Mà ghen, ghen quá luôn. Lúc nào mà giả sử anh đấy mà gọi điện thoại cho em hay nhắn tin cho em mà em không có nghe á, là anh đấy sẽ nghĩ ra đủ lý do là chắc em đang đi chơi với ai hay làm gì với ai, nên là em chịu không nổi thế nên em chia tay. Em sao, em có ghen dữ vậy không em ơi? Hồi đó thì em ghen lắm mà bây giờ bớt rồi. Giờ con yêu đâu ghen. Thôi bây giờ mình nói cho nhau nghe cái ưu điểm khuyết điểm đi. Em thì ưu điểm của em cũng ít, biết nấu ăn chút chút. Rồi khuyết điểm em khuyết điểm. Dạ khuyết điểm luôn. Ưu điểm còn không, kể nhanh nhanh lên đi dịu quá. Dạ. Dạ thôi em qua khuyết điểm luôn đi. Thôi. Khuyết điểm có không? Dạ có, khuyết điểm của em thì hay ăn vụng lúc người ta đang nấu. Em thì nói chung là trong công việc em hơi nôn nóng. Ở đây không phải mình em ăn vụng đâu,
mà có bạn anh bên kia ăn dụng số 1 luôn. Lên ơi, qua đi, qua chuyện khác đi. Qua đi. Chị hỏi nè, em có mít ướt không vậy? Dạ không chị. Có ai khóc không? Dạ không. Vậy hả? Mà khóc thì cũng không ai hay. Vậy khóc hả? Trốn không à? Chia tay bạn gái em có khóc không? Dạ cái này thì khai thiệt là có. Khóc dạ. Mấy ngày mấy đêm? Dạ không có tính đêm, chỉ tính tháng. Có gì em đấy? Tên Ly. À, em, ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hiền, vui tính, hòa đồng với mọi người và luôn biết quan tâm chia sẻ với mọi người trong công việc. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em thì em thực sự là tại em có mang lên một cái móng em tự làm, nhưng mà thật ra cái khả năng nấu em ăn của em cũng không được. Ý là nó chỉ có một số món thôi chứ thực ra nó cũng không được ngon. Khả năng hát của em cũng chắc là cũng banh nóc luôn anh. Thế mà ăn chừa lại cho chị 4 cái nha em ơi. Nó 6 cái chừa lại chị 4 cái. Cái đó tặng đàn trai để đàn trai hưởng thôi. Đâu ra vậy? Tao chia của trước rồi đó nghe. Tặng cái này đồ ăn đàn bà mà khùng. Ủa đàn ông cũng ăn được vậy? Không. Bạn bên kia bản quyền dịu quá, em có thấy hơi ngại ngùng không? Cái này em chưa tiếp xúc nhưng em nghe thấy giọng em cảm giác nhiều. Mít ướt mà kiểu nó yếu yếu không sao? Yếu yếu đúng không? Dạ. Sao là đàn ông được rồi? Trời ơi. Em cũng có một dạ, cái em tại đàn ông lắm ạ. Em đàn ông dữ không? Có đàn ông lắm. Chứng minh được không? Chứng minh dạ luôn được. Đi anh. Sao chứng minh sao nè? Em đàn ông lắm em. Trời ơi. Em phải chứng minh bằng hành động giống như là đàn ông hết mạnh mẽ không có được. Hôm nay đến với chương trình đó thì có quý vị khán giả làm chứng là tôi đàn ông đích thực. Tôi đàn ông đích thực. Đàn ông đích thực. Được rồi nè, trước tôi khi nói... gặp gỡ đàn gái tôi thử coi món quà đàn gái coi sao. Tôi mời nhà trai thử đi. Bây giờ em là chú rể tương lai, em thử coi bên vợ tương lai em làm nước mắm thấy cái hình thức là ngon rồi đó. Ngon. Cho anh hỏi em cái là em có đăng ký an toàn thực phẩm chưa? Dạ cái này em mua bên siêu thị anh thì có người ta có kiểm định chất lượng rồi đây, nên anh cứ an tâm đi, không có sao hết đâu anh. Nói chung vậy anh hỏi em là để cho vui chứ có chết vì em thì cũng được. Trời ơi. Thấy chưa? Ăn đi cưng, ăn cho thỏa lòng mong ước. Ngon. Có chừng rớt con tôm kìa. Cái thơm đậm đà. Cái con tôm nó còn tươi á. Ngon, rau thấm nó tươi, nó giòn á. Có chừng rớt nước mắm ở đây. Đi xuống dưới đó ăn xong rồi cất đó đi để chừa cho tôi đi, nhanh đi. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nói chung là em thích phụ nữ là phải chân thành, rõ ràng trong tình cảm. Nên em không thích ở phụ nữ những cái tính ngược lại tính đó. Em rất là chân thành luôn. Em rất là chân thành đó, nghe chưa? Cái gì vậy? Nước mắm ngon quá. Trời đất ơi, húp luôn nước mắm rồi kìa, trời ơi là trời. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thích cái mẫu người nó na ná như là Ninh Dương Lan Ngọc á. Cái gì Ninh Dương Lan Ngọc á? Cá tính sắc sảo thông minh. Sắc sảo thông minh. Mắm ngon nó cay đã độ một hồi luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh. Không, xác định là em có thể mở cái quán gỏi cuốn được rồi đó. Bây giờ là mong muốn về một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Thì em mong muốn ăn đi cao khoảng cho em tầm 1m7. Có. Đồ, có luôn ạ. Ừ. Dạ mập một chút xíu cũng được. Mập. Nhưng mà bụng đừng có bự. Có bự không? Tiếp về là em thích con trai mà có lông, lông chân chút xíu. Lông. Trời ơi, ngay trước mặt em đó. Đàn ông có lông kìa. Trời ơi. Một chùm. Nam tu nữ nhủ, đó là cái tiêu chuẩn của ông bà mình đặt ra là cho một sao? Người đàn ông và một người phụ nữ. Đàn ông là phải có râu nhiều nè, lông tay lông chân nhiều nè, lông mày rậm giống như anh Quyền Linh vậy đó. Em thấy em cũng thích nhiều lông á, con đó. Trai đó nhiều nhìn nó đã, đã thiệt luôn á. Nói chung là bản lĩnh đàn ông ở đây có hết, chỉ có điều hơi dịu chút thôi. Không, em cũng thích dịu, dịu, dịu vừa thôi chứ dịu quá. Nhiều khi người ta lại tưởng lộn là nó cong cong anh. Rất đàn ông luôn. Dạ, anh tại anh tại tại nãy giờ anh làm cho nó vui vậy nó đó vui. Thế thực chất nó như vậy ý. Anh nói y như em nói không. Bây giờ vậy đi, em đi với ai vậy? Em đi với ai? Dạ em xin giới thiệu, em đi cùng với dì của em rồi con của dì và sếp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh ạ, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Chào nhà gái. Tôi là dì ruột của cháu Bích Lộc. Hiện nay cháu Bích Lộc đang là sinh sống cùng với gia đình chúng tôi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Nói chung là cháu trai ấy, thì nhìn thì cũng ngoại hình thì cũng tương đối là đồng nhất với cháu gái của tôi. Rồi còn cái tính tình của tôi thì nói chung là cũng vui vẻ hoạt bát. Cô tôi xin hỏi thêm là hiện nay là cháu đang ở quận mấy? Nhà cháu ở Gò Vấp. Tức cháu... là cháu có nhà riêng cho hay là cháu vẫn... Cháu ở với nhà cô của cháu ạ. À rồi rồi. Ngồi mà nghe các cháu mà trao đổi thì cô thấy là gì, thấy là cũng hai cháu là sẽ đến với nhau tương đồng. Thứ nhất là về cái tuổi tác này, về hình thức này, rồi cái công việc thì hai cháu đều ở thành phố Hồ Chí Minh cả, thì nói chung là nó có cơ hội để mà dễ mà để mình có những buổi hẹn hò tiếp theo. Rồi cảm ơn dì Cổ Lộc ha. Một bên là ở nhà cô, một bên ở nhà dì, tương đồng cũng quá. Cũng hợp lý. Diệu đi với ai Diệu? Hôm nay em đi với ba của em, một ba người em hả? Gái, một người em họ. Ba với em gái. Rồi chào chú. Con chào chú ạ. Xin chào là Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là cha của Hồng Diệu. Tôi là Lâm Hoàng Diện, hồi 7 tuổi đến học từ 7 đến học lớp đại học thì đồng Diệu cách là có hiếu với cha mẹ ông bà, là nhiều khi là chăm lo cho là anh chị em, nhất là đặc biệt là thương con nít, thương nít lắm, thấy nít là thương dữ lắm. Tôi thấy là cháu gái này cũng được, thì tôi mong rằng làm sao là cho hai đứa hai con á, là làm sao là được bấm mút với nhau để tìm hiểu nha, đi đến hôn nhân. Dạ. Nát cảm ơn chú. Rồi bây giờ mình mở rào nha, mở rào. Chào anh, em cũng có món quà tặng anh. Em tặng một cuốn sách nấu ăn và một cái tập về. Tại vì cái mức độ nấu ăn của em cũng tương đối là ngon vừa vừa, nên là em muốn sau này khi nếu chúng ta mà có cơ hội đến với nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn theo cuốn sách này. Em có thể đeo cho anh cái tập về này luôn được không ạ? Bà Diệu nó còn dịu hơn. Ai tên Diệu đeo tập về vô đúng là Diệu. Ôi vi Diệu. Hôm nay đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ. Anh muốn cái giá trị món quà đem lại cái hơi ấm trong tim em mà. Dạ em cảm ơn anh. Nè em có thích con trai miền Tây không? Dạ có em yêu. Em có thích cải lương không? Dạ có luôn. Một bài cải lương Diệu. Anh hát đi anh. Trời ơi một lá trầu xanh cũng nặng hoằng trên đôi vai bé nhỏ, nên gánh tình duyên đã gãy đổ từ bao giờ. Anh dự định là sinh mấy đứa và anh thích con trai hay con gái? Anh thì nói chung là con cái anh không có quan trọng vấn đề mà trai hay gái, em sinh ra là anh đều thích mà. Vấn dạ. đề là anh thích con gái đầu lòng. À đúng rồi, em cũng thích con gái đầu lòng mà em thích hai đứa con gái và một đứa con trai lận. Em có ngại vấn đề mà người Nam người Bắc không? Dạ không, cái về cái quan niệm Nam Bắc của em thì em cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ em đã vào trong đây rồi á, thì có lẽ là em cũng muốn mình sống ở trong đây. Em hôm nay đến em cảm nhận anh như thế nào? Dạ em cảm nhận anh cũng gần như cái suy nghĩ của em. Nói chung là chân anh có lông không? Không cưng mà, thấy cưng mà. Người ta rất là thực tế, ta thích người đàn ông có lông. Lại gần cho ta coi có rõ không? Mở lên nè xong lại coi đi. Lông là phải có gần gần mới thấy. Thấy chưa? Dạ thôi em thấy hé hé được chút xíu chắc là có rồi anh. Hé hé rồi hả? Dạ dưới này có chứ trên có đó anh. Dưới nào có? Dưới chỗ chân á. Đây. Rồi, đúng rồi, ý luôn. Đã luôn anh. Cái này là em chỉ thua anh Quyền Linh chút xíu thôi à. Ủa, lý do em thích vậy là... Tại vì em thích con trai giống như chị Hồng Vân có nói á, thì con trai vậy giống với manly mạnh mẽ, tiền bạc trong gia đình á, thì anh muốn người nào sẽ giữ cái đó là như thế nào? Anh nghĩ là cái vấn đề giữ tiền nó cũng không quan trọng, mà vấn đề là niềm tin mình cho nhau thôi. Anh khẳng định cho em một câu đi, sẽ em... Em tin anh không? Bây giờ thì em chưa biết em có tin anh hay không, nhưng mà sau này thời gian thì em phải lại, nhưng mà em vẫn muốn anh chốt cho em một câu thì em muốn giữ thì anh cho em giữ thôi. Ok em nhờ em hỏi đủ rồi ạ. Anh có muốn hỏi gì về em nữa không ạ? Thôi mình bấm nút đi.
thôi mình bấm nút đi kìa. Cảm giác đây sẽ là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Rất chân thành. Hay quá. Nắm tay nhau nào. Đó. Và những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Và một nụ hôn đầu tiên. Hôn vô hết nha. Anh thì còn là có một cái quán cà phê, món quà nhỏ nhỏ xíu. Anh không ăn an toàn cho tới thời điểm này á. Thành ra là em cũng quá đừng quá ngạc nhiên khi kiểu món quà của anh. Nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì trơn hả? Không đúng được. Rồi mời em trai. Đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Và em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám về chuyên về da liễu thẩm mỹ. À. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở Tân Phú ạ. Còn chị ở quận mấy? Dạ ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận rồi, dạ. Về sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn. Em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Còn điểm yếu của em á thì em hơi lì. Nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt. Bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như bây giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được. Nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó. Mà nếu mà lỡ không làm được thì cũng không sao. Nhưng mà nữa có vợ nè. Mà chê lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên Quyền Linh ví dụ nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe. Ờ, em nghe em sợ không em? Không lì thì về em dạy lại. Về em dạo lại. Rồi. Em dạy lại đúng không? Ừ. Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thích nghi, thấu hiểu á chị. Mặc dù em mế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ kiểu như mọi người là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Có chỉ tiết thủ trong công việc. Mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? Chắc là cầu toàn. Tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. Thấy em ngoan vậy chắc không dạy nổi em rồi. Thầy cô bao nhiêu năm rồi em học đại học rồi đời kia nữa mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn mà sao dạy nổi. Khó lắm. Nói nghe nè chị ơi. Dạ. Chị em còn chưa nhớ tên anh chị. Dạ. Chị á. Bạn nghe thấy tên chị là em biết rồi bên nào chị bên nào bởi vì dạy khó lắm. Chị mà nó không có chữ bất ở đầu. Yeah. Đó. Chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ chị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à. Bây giờ tôi thắc mắc nè. Yeah. Bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta chị mình là ta quyết định bỏ mình rồi. Tới giờ mới ra giày. Ồ, tại vì bất trị quá đúng không? Em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Em rất là thương cưng, nói chung là sẽ yêu thương đó. Ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ ta không nói gì chứ, ta khóc không? Có nhường cho xỉu luôn quá. Khóc với xỉu thì em ngồi bật ngồi coi, em ngồi coi tivi. Chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? Hồi xưa thì em cũng thì cái chứ em hay nói vậy nè. Bàn tay bàn chân đếm là gần hết. Bởi vì thật ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Em gặp người nào rất là ghen. Thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng, 2 tháng, cái tháng thứ 3 là họ bắt đầu ghen. Mà mình lúc mà ghen á là không khí nó ngột ngạt. Và em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. Trong tầm kiểm soát. Nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thật ra rất là khó. Thật ra là đàn ông nói dối hay là đàn ông mà họ sinh tật hay họ giấu giếm đa phần là bởi vì người phụ nữ họ quá là khắt khe. Cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương
giữa đường gãy gánh đa số là gì chuyện là đó. Như vậy thực ra như vậy là vài cái gian dở mấy chục cái lên đên này đúng không? Qua đây, đi qua đây nè, nhanh lên. Đây cô bé rất là mong manh. Trời ơi, cái này là chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ nhưng mà có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. Là trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Lý do? Cũng có nhiều người theo đuổi em nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ, cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ anh thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là muốn tạo thu hút với em mà tại vì khi mà gặp nhau kiểu anh đã không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết là gì ạ. Anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Suy nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó, khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ thì sau này có khi mà lấy em về á thì cái khả năng á hiếu thảo với bên nhà em. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng vậy, em có em cảm giác là em đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Chị ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha chị nha. Dạ. Dạ. Là có nhiều cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, nó làm sao em? Khi mà em yêu anh lâu ngày khi mà thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Ừ, tại em biết sao, anh cũng coi chương trình một vài tập á thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á là ví dụ bây giờ là cái mở màn ra cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á. Thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Linh chưa nhớ tên đây luôn hả trời? Không, em nhớ chị tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy. Thế mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lét. Là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa. Mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được. Nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự. Thế là mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ bị ế. Biết là mẹ em cũng muốn em lấy chồng nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là đó, em... Ý anh là hiếu thảo là vậy đó, cưng, đó chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình cứ phải cho mẹ mình, cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không? Ý anh vậy thôi. Anh không nghĩ anh là bất hiếu. Ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không? Dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Bạn đàn gái đi với ai? Em đi. Dạ, em đi với ba người bạn thân của em ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khôi xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Cẩm Chi là bạn thân của Khôi ở trường đại học. Thì Chi ơi, Khôi thì Khôi cảm nhận chàng trai bên đây là một người đàn ông rất là cởi mở, vui vẻ và phóng khoáng. Khôi nghĩ là khá ổn, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Chị đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Em đi với lại em trai của em. Em ruột. Thì dạ không, em nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ Trị. Thì nãy giờ khi mà con ngồi con nhìn á thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ Trị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn bạn nữ, chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. À, chứ không hợp bác sĩ Trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ Trị nữa. Em nó hay nói anh biết người lớn xong nó xài từ an toàn á, cái từ đó không có tích cực lắm đâu.
Bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ đến gì mới á, thì em mới kêu là thôi tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển giờ đó. An toàn là sao, an toàn sao này kỳ quá, nói vậy thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó, thì để từ từ mình khám phá nha. Con thấy mở rào được rồi đó, cái ca này hơi đặc biệt á. Rồi nào, mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Bắt đầu đi. Cái này là quà. Dạ. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không? Sách, em đúng là cô gái băng chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này. Ồ, có một cái thiệp. Có một cái thiệp nữa, đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp đây. Ở trong, anh mở ra. Ok. Cái này cũng giống em lắm nè. Đây đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào. Rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách em thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. À, cảm ơn em. Anh thì là có một cái quán cà phê, món quà nhỏ nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á. Thành ra là em cũng quá đừng quá ngạc nhiên khi kiểu món quà của anh. Nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì hết trơn hả? Không cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. Em suy nghĩ theo cách rất là băng chương. Khi mà mình gặp nhau ở đây, anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này nó đủ để mình tìm hiểu. Anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè, thì nó sẽ dành chứa đựng cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Cảm ơn anh. Rồi hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Em chào anh. Mình mới ngồi xa vậy. Ok. Anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn anh. em bắt đầu anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị cướp. Kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi, nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ cuối tuần đồ thì có ảnh hưởng. Ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tuần suất gặp nhau thì như thế nào? Cái công việc của em thời gian rất linh động đúng không? Dạ không linh động ạ, vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện với lại là ở nhà kiểu như em ở trọ 10 giờ đóng cửa rồi, em đi phải đi rất về rất là sớm. Nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Dạ. Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi. Dạ. Với anh không có làm gì hành chính. Thời gian đối với anh nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Dạ. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em. Còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Dạ. Ừ. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh họ tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Dạ. Sao? Anh có biết hát không? Một chút xíu. Thì anh có thể tặng em một đoạn cho một bài hát nào đó anh thích được không? Ừ. Bé em muốn nghe liền bây giờ không, hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe. Em thích sao anh cũng nhường hết. Anh nói chuyện cũng được. Anh hỏi em đi anh. Anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói. Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về, có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tặng nhà coi luôn là em đã vào cái thế bí rồi. Chứ thật ra em không tin. Nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không? Dạ 5 tuổi. Tí, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. Mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Em nói em không tin, nhưng anh hỏi để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Không, thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Thật sự thì em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, phụ nữ không nên thông minh quá. Phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình. Thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà
em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người, nói chung là những người cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu, có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2 tới 3 căn hộ. Dạ, em không phải làm sale sao? Anh hả? Em làm marketing thôi. À, như vậy thì em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ, ví dụ vậy. À, thật ra là em cũng là người độc lập, khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em. Có nghĩa là em sẽ tự lo được, ngay cả chuyện mà khi mà em kết hôn rồi á thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. À, thì đúng là như vậy đâu, cũng cái điểm rất là hay. Lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại thì em nghĩ em có chọn người gì không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em muốn ở bên anh hay không thôi. Chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần. Anh cũng nói là anh chuẩn bị ra cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. À, thật ra là anh muốn tự đàn nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh rung quá, anh đàn bị hư, anh sẽ hát tặng cho em. Dạ. Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích. Có thể đó nắm tay bài, tùy theo cảm xúc nha em. Chớ là quên lời sao ta? Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Rồi sắp rồi. Có phút chốc bỗng thấy giấc mơ về em, có lẽ mắt đó khiến anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tim thương, em đã xa rồi, không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên, cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu cùng em, vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi. Nhưng chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra khi em xa anh, vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu, có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây, dù thời gian vẫn cứ trôi theo từ mây. Baby, hãy đến với anh một lần thôi, hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù rằng đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mai. No. Hãy đến anh một lần thôi và cho hết những phút ai làm. Anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em buồn đau. Ai em da 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 da. Hey yeah. Anh hát hay quá. Hay ha. Bác sĩ nhiều tài quá bác sĩ ơi. Em đã từng tham gia Việt Nam Idol vào tới top 7. Wow. Vòng chung kết. Rồi. Thật sự là nói, thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn. Để tay nút bấm đó các bạn. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành.
em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chính với trái tim của mình đó. Chị ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình. Bởi vì em rất là xinh thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Chỉ riêng em thôi.